Đây cũng là một trong những căn nhà bên góc của nhà chú Họa. Phía trên vẫn còn giữ kiến trúc rất là độc đáo. Được sửa chữa lại anh ha. Em thấy cái mặt tiền đẹp không? Đó. Tiền đẹp chứ. Được lát gạch bằng như cẩm thạch á. Và cái phần dưới là đưa lên trên giữa chậu hoa, không biết là lúc trước có gì không. Và phía đây là lúc trước là một, anh thấy là một dàn khung sắt sau này được làm lại, và trên là có những chùm đèn. Hai tầng, một tầng trệt, nhưng mà anh nghĩ dưới đây chắc có tầng hầm quá, tại xây cái phần này hơi cao. Mình sẽ đi ra đây để quay cái phần nền. Phần nền cao tới 1 mét mấy luôn, gần 2 mét luôn, hơn 2 mét. Một cái tàn tích còn sót lại thời Pháp, đây cũng là được xem một cái loại đồ cổ. Thiết bố. Đây cái trắng vào đây. Đúng rồi. Cái làng chàng hồi xưa. Nhiều ông sưu tập đồ là xưa đồ, nhưng mà thật ra có những món đồ cổ nó gần như bên mình mà đều không biết á. Sau này người ta đã phớt vôi vết sơn lại màu vàng mà. Nhìn đẹp chưa? Cửa nhiều á, đặc biệt những ngôi nhà này là người ta làm cửa rất nhiều. Và những cái đó, ngày trước người ta không có làm những cái ống ống nước á. Người ta sẽ cho xuống theo cái đường dách như thế này nè. Bây giờ người ta giấu trong nhà hết rồi ha. Cái ống này là bằng đất nung á. Đúng rồi. Ủa, tính ra dưới đây cũng có một căn phòng nè. 1, 2, 3, 4 ha. Vậy là 3 lầu hả? Đang chết hả? 3 lầu 1 giờ. Những căn nhà thời Pháp là thấy đúng là cái về kiến trúc của nó, thứ nhất là vừa đẹp theo kiểu cái cổ điển nè. Hai nữa là về cái chất lượng á, công trình nó bền lắm nha, nó rất là lâu. Đây là xung quanh bây giờ là trở thành cái bãi xe. Một cửa, một căn phòng, hai cửa nè, giống như là chắc anh nghĩ hai phòng đúng không? Hai phòng đó, một ô hai phòng, ở đây cửa lớn gần cửa sổ, giống như là ban công này. Cái này nghĩ là xây theo kiểu thời Pháp. Đó. Và bên đây cũng vậy nè, ngôi nhà bên đây cũng vậy. Đó. Là thời Pháp. Đẹp ghê luôn. Thì ra ngang cái chỗ này là cũng có nữa nè. Mình sẽ đi xung quanh xong sẽ vào cái tầng nhà bên trong là mọi người sẽ thấy cận cảnh hơn. Rất là rộng. Cái chỗ mà em nói là một cái căn nhà mà bây giờ là trong rừng cây cối người ta bao phủ hết là nằm chỗ cái nào ấy, quý? Hồi sáng em nói hả? Không, cái nhà chú Hỏa mà cái chỗ khu rừng á. Khu rừng. Đây là em bỏ kênh chính được nha, tại vì em chưa quay. Em quay kỹ vào bỏ kênh chính, tại trước là anh quay ở đây hết rồi. Đây là một mặt đối diện cái đường bên đây, bên phía trước ngôi nhà là đường Phó Đức Chính. Còn bên đây cái đường gì vậy ta? Thái Bình. Nguyễn Thái Bình không? Đó, em thấy cái kiến trúc là cầu thang nè, và những cái bình bông mà mọi người thấy mình thường quay những ngôi mộ cổ đồ họ nhà cổ thời Pháp vẫn có cái bình này, vẫn còn giữ nguyên những cái nét này luôn. Đấy. Mang tính chất cổ điển, mà đặc biệt hơn là chỉ ở thành phố là còn rất nhiều ngôi nhà. Và những cánh cửa này mọi người thấy là cánh cửa này rất là thân quen đúng không, với ai mà đi Thảo Cầm Viên. Nhưng thật ra đây không phải là Thảo Cầm Viên mà là cái khung vách tường của cái tòa nhà của chú Hỏa còn sót lại. Những cái này người ta làm cũng để là chống ăn trộm, ông nào leo lên là nó móc chân ha, chỉ cần tuột chân một phát thôi nó móc là rất là khó ra. Rất là bén luôn, giống như lưỡi dao luôn. Và cánh cửa ngày trước to đùng luôn, chốt cũ vẫn còn nguyên. Và nơi đây là bên hông ngôi nhà, những cái lá gạch cũng giống như phía trước đều bằng cái gạch đá giống như cẩm thạch vậy. Hàng trăm năm trước người ta làm gì đúng là khá sang trọng luôn. Và nơi đây bên hông cửa chúng ta nhìn vào có thể thấy được một cái lối là gọi là thang máy của tòa nhà, nhưng bây giờ thang máy đã không còn hoạt động nữa tại vì nó quá cũ kỹ rồi, không còn cái an toàn. Và những cái hoa văn của cái cánh cửa mọi người thấy nè, ít có nơi nào có được ngoại trừ những căn nhà thời Pháp. Trên trăm năm trước người ta đã dùng sắt thép để uốn cong để tạo ra những chiếc lá, những cành hoa một cách rất là tỉ mỉ và sắc nét, không khác gì là đó. Đây, cái bông hoa bằng sắt đàng hoàng luôn đó.
người ta làm cái này hàng trăm năm trước rồi. Mọi người nghĩ là cái kỹ thuật thời lúc đó là nó như thế nào?